Thưa quý vị, các chuyên gia y tế Australia cảnh báo nước này có thể sẽ phải đối mặt với một đợt lây nhiễm COVID-19 mới khi mà số ca mắc tăng lên và các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 cũng đang có dấu hiệu lây lan. Theo số liệu báo cáo COVID-19 hàng tuần đang được thực hiện ở Australia, trong tuần cuối cùng của tháng 10, tất cả các địa phương, trừ bang Queensland đều ghi nhận số ca mắc gia tăng. Trong khi đó, bang New South Wales ghi nhận 9.707 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 10, tăng 11% so với tuần trước. Giám đốc Y tế bang New South Wales, Kerry Chan, cho biết dựa trên phân tích các thông tin dịch bệnh ở trong nước và nước ngoài, cơ quan này nhận định các ca mắc COVID-19 ở Australia có thể sẽ tăng lên trong những tuần tới. Bà Kerry Chan cũng kêu gọi người dân đi xét nghiệm COVID-19 và ở nhà nếu có các triệu chứng cảm lạnh và cúm, đồng thời nhấn mạnh tiêm chủng là cách bảo vệ tốt nhất để chống lại các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.